Hello, xin chào tất cả mọi người. Rất là vui khi là mọi người trong video clip lần này của Thiên Vũ Audio. Hôm nay thì vẫn là một video clip chủ đề về nâng cấp loa và sản phẩm loa mình sẽ chọn ở đây chính là loa BO-X1 RO. Thì đối với BO-X1 RO thì mọi người không khỏi quen thuộc rồi, thì dòng này là dòng sản phẩm mà Thiên Vũ bán rất là nhiều. Và thông thường khi mà đi với BO-X1 RO thì mình sẽ có một cái bộ micro đi kèm, đó chính là bộ micro sound mic E1 giá khoảng là 2,8 triệu. Thì đối với dòng sound mic E1 này thì nhiều khách hàng sử dụng thì đánh giá cũng khá là ok, rất là tốt. Tuy nhiên thì ở một số khách hàng có cái mức nhu cầu cao hơn, họ muốn cho micro nhẹ hơn, muốn cho micro hát tốt hơn, thì chúng ta sẽ bắt buộc phải qua một cái cấu hình khác, đó chính là sử dụng thêm một cái van số, thêm một cái bộ mixer. Thì đối với dòng mixer van số để mà sử dụng tốt thì chúng ta bắt buộc phải mua những dòng mixer có thương hiệu, có giá thành nó hơi cao một tí, thì như vậy thì nó sẽ đội lên cái mức chi phí đầu tư cho cái con này. Đó, nó là một sự bất hợp lý. Và lần này thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người một cái sản phẩm có cái chất lượng tương đối tốt và nó có một cái mức giá thành vừa phải. Thì bộ sản phẩm này là gì thì mình mời mọi người cùng mình theo dõi nha. Ok mọi người, thì đây dòng sản phẩm mà mình sẽ giới thiệu cho mọi người, đó chính là dòng sản phẩm đến từ thương hiệu của Hàn Quốc, Jaguar S1000. Thì khi mà nhắc đến Jaguar thì mọi người cũng biết được thương hiệu này cũng có khá là lâu rồi, và cái chất lượng âm thanh của dòng Jaguar cũng khá là tốt. Thì đối với Jaguar S1000 thì nhiều video clip lúc trước thì anh Vũ cũng đã có làm hướng dẫn cho mọi người cái cách sử dụng. Thì cái con này mình sẽ để cái video clip link ở phía dưới, mọi người có thể bấm vào video clip và xem hướng dẫn cách sử dụng. Thì tại sao mà mình sử dụng Jaguar S1000 để ghép cho BO-X1 RO? Sở dĩ mà mình lựa chọn con S1000 để mình sử dụng cho BO-X1 RO bởi một cái tính, đó chính là tính dễ dàng sử dụng của nó. Thì đối với những cái dòng van số này, khi mà mọi người sử dụng á, thì thông thường nhà hãng sẽ cho một cái tham số là phẳng. Thì mọi người muốn sử dụng cho nó chuyên sâu thì mọi người bắt buộc phải có kỹ thuật, và kỹ thuật phải sử dụng laptop, sử dụng máy tính để kỹ thuật truy cập vào và chỉnh rất là nhiều ở trên đó. Đối với cái con S1000 này thì nhà hãng đã cân chỉnh sẵn cho chúng ta. Chúng ta chỉ việc chỉnh một số cơ bản là chúng ta đã có thể sử dụng rồi. Và đặc biệt hơn thì ở cái dòng sản phẩm này thì nhà hãng đã nâng cấp cho chúng ta cái bộ effect để chúng ta có thể cân chỉnh echo, cân chỉnh reverb cho nó mượt mà, cho nó hay bay bổng nhất có thể, để chúng ta có thể dễ dàng hát trên mọi cái dòng micro. Thì bây giờ thì mình sẽ test thử cho mọi người một cái bài hát để cho mọi người cảm nhận được cái chất âm của cái con Jaguar S1000 này kết hợp với dòng loa BO-X1 RO. Thì cái dòng micro mình sẽ chọn là dòng micro Shure SN58, một cái dòng micro cũng khá là quen thuộc rồi. Thì cho chất âm cho nó mộc mạc, cho nó chân thật nhất có thể. Ok, thì bây giờ thì mình sẽ mời anh kỹ thuật, anh Huy sẽ hát test một đoạn trên cái bộ sản phẩm này để chúng ta có thể trải nghiệm sản phẩm một cách tốt nhất. Ok mọi người, thì qua sự giới thiệu của bạn Sang thì bây giờ thì mình sẽ test thử một đoạn để mọi người chúng ta cùng nghe cái bộ effect mới của cái dòng Jaguar S1000 này về cái tính, về cái chất âm của reverb và cũng như cái echo của nó cho ra như thế nào. Thì trước tiên thì bây giờ mình sẽ test một nửa bài hát, là mình sẽ test reverb trước để mọi người nghe được cái độ mượt mà của cái reverb của nó, xem nó sự thay đổi như thế nào mọi người hát. Có những chiều mưa rơi ướt vai, có những lần mình hẹn ngày mai, hẹn yêu mãi, hẹn chung lối đi. Có một lần em chẳng qua nữa, cứ thế xa xa mãi nơi anh, để những mùa nhuộm màu thương nhớ, phố xa xôi đã vắng người qua. Còn lại anh còn bao yêu thương, nơi góc phố bóng em xa mờ. Giờ con tim em dành nơi ai, đã là bờ vai, là màu tóc rối. Vừa thu sang hàng cây sao sắc, lá rơi đây đã qua ngày xanh. Ngừng thời gian, ngừng về quá khứ, có trái tim đã hóa vụn vỡ.
Ok, thì đây là cái reverse của cái dòng này. Không biết mọi người chúng ta nghe chúng ta cảm nhận như thế nào. Thì bây giờ thì mình sẽ test thử một đoạn echo của cái reverse để mọi người nghe thử ha. Cảm nhận như thế nào. Thì thực chất thì khi mình đã test từ bữa tới giờ thì mình đánh giá thì cái mã mới của Jaguar này thì nó cho ra một chất âm rất là ok. Chúng ta có thể phối ghép được với bộ cũng như là nhiều cái dòng sản phẩm khác đều được. Để thực tế hơn thì một lần nữa mời mọi người chúng ta cùng ghé showroom để chúng ta cùng trải nghiệm và nghe thử trực tiếp để xem là có như mình đã nói không mọi người ha. Thì bây giờ thì mình sẽ nhường sân lại cho bạn Sang. Ok, thì vừa rồi thì mọi người vừa được trải nghiệm chất âm của Jaguar S1000 với bộ một rồ qua cái giọng hát của anh Huy rồi. Thì nếu mà mọi người có những ý kiến gì hãy để lại comment phía bên dưới giúp kênh của mình. Nếu mà cảm thấy video hay hãy bấm like, share, subscribe giúp kênh của Thiên Vũ. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.